Rồi tiếp theo là một cây sâm trái đổ luôn. Tỷ lệ đây, một cây sâm núi trái có cái dáng đổ. Đây, đây, một cây sâm núi trái có cái dáng đổ. Quay trở lại cho quý vị xem. Đó, giá là 250k. Đây, rồi một cây sâm trái đổ nha quý vị, 250k nha. Đây nè, tỷ lệ đây. Rồi 250k nha quý vị. Xin kết thúc nha. Rồi một cái sâm trái đổ 250k, 250k cái sâm trái.